Good morning các bạn. Các bạn có khỏe không? Cho 50 năm cuộc đời của mình trước khi đó đó, mình hiếm khi nào mà đi bác sĩ hay là đi nhà thương. Và từ 10 năm nay tôi nói cứ đi gặp bác sĩ, đi nhà thương, ngoài từ cái cho chính mình và chở cho những người trong gia đình nữa. Thậm chí năm nay là rất là nhiều, thậm không có tháng nào mà mình không phải đi đến gặp bác sĩ emergency cấp cứu hay là đi khám dò thăm vậy đó, gọi là preventive, cho nên tháng nào cũng phải đi hết. Công nhận. Vừa cho cả gia đình và mình riết rồi mình thấy nhà thương, mình thấy mình ớn luôn á. Hôm nay thì mình đến cho họ gắn cái máy dò thăm cái trái tim. Bác sĩ nói là phải gắn vô rồi mình phải đi về nhà, cũng như là sinh hoạt bình thường thôi, rồi họ sẽ đo cái tim lúc nào cũng đo hết. Rồi đến lúc khoảng 2-3 ngày gì đó, trở lại họ sẽ tháo ra, xong rồi bác sĩ sẽ coi cái trái tim, nhịp tim nó, coi nó có tốt không. Thì chỉ là dò thăm thôi, nhưng mà mình, mỗi lần cứ đi đến nhà thương bác sĩ là mình thấy nó ớn ớn làm sao. Cuộc đời ngày xưa, thậm chí hồi lúc mình trong lính, trong quân sự, không bao giờ thấy bệnh hoạn, dầm mưa dãi nắng, có nhiều lo, mệt nhất là bị nhức đầu thôi à. Nhất là nhiều lúc mà đi uống rượu uống bia quá nhiều, thứ chủ nhật thứ hai rồi nhức đầu vậy thôi, rồi uống 2-3 viên thuốc, chạy bộ, tập thể dục xong là xong. Bây giờ đến tuổi rồi thì phải vậy ha. Bây giờ mình sẽ vào đây rồi coi họ gắn làm sao, không biết nó có cồng kềnh không thì mình không biết, nhưng mà đi mình làm vậy cho nó chắc ăn, cho nó biết. Theo mình biết thì bây giờ mình chỉ có cái là cái độ đường mình nó cao thôi, tại vì cái ăn uống của mình không có khó quá, khó mà kiêng ăn quá, cho nên không có giữ cái độ đường thấp được, nó cứ càng ngày nó tăng lên. Hồi lúc trước thì khoảng 120, 130, có lúc giờ lên tới cả 170, buổi sáng này mình đo đến 140, 150. Thôi anyway, phải gắng nhìn giữ gìn sức khỏe để sống được vài chục năm nữa. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Là trong cái garage đậu xe mà đúng nào mình đến đây á, những ngày thường á rất là đông người ta đi khám bệnh, mà cái nhà thương này cũng rất là to, bác sĩ, y tá rồi gì, nhân viên cũng rất là đông. Trời, hôm nay ít nhất cũng có nắng. Nắng mà nó dội qua sương mù ha, sương khói. Nhà thương này của quận cũng rất khá to. Anyway, mình phải đi mua cho đây đây. Gắn xong rồi, cái máy nhỏ xíu à, mình tưởng là cái máy gắn có dây nhợi lung tung á chứ, nhưng mà có một cái là phải đeo tới 14 ngày là lâu quá, mà có thể nó bị rớt ra, tại vì nó chỉ dán vô cái ngực thôi à, mà nếu như mình tắm rửa này nọ rồi có thể nó bị ướt, nó rớt ra, mà họ cần phải đo ít nhất khoảng 7 ngày, nếu đến 14 ngày thì càng tốt. Vậy đó. Kêu đừng có tập thể dục nhiều cho nó đổ mồ hôi, nó sẽ rớt ra, cho nên mình có cớ không có tập thể dục. Ngủ mà lăn lộn không biết có rớt ra không ta. Rồi đi con chút mà sao thở như heo thực tình. Ok, xe mình đổ đâu mất rồi, đây tốt đây. Ok,
Ok thôi giờ đi về. Họ phải rửa sạch cái chỗ đó và cào cho nó chầy da đó. Đang hồi dán cái miếng đó vô cho nó dính, giờ bị thấy khó chịu, nó rát. Tại vì giống như bị chầy vậy đó, hơi khó chịu. Tự nhiên dán cái đó vô trong tim thì thấy cũng hơi rườm rà đó. Mới đầu mình cũng tưởng là gắn cái đây tùm lum la hết rồi, gắn cái mấy cái cọng dây giống như hồi lúc trước mà mình đi vô nằm nhà thương họ đo EKG đó. Nhưng mà cái này thì nó gọn quá. À, quên để cho các bạn xem. Nó chỉ có một cái máy nhỏ giống như cái remote control vậy đó. Exit. Trong mấy cái chỗ đậu này mà mình không để ý, mình cứ chạy mà không chạy xuống lầu á, nó không để ý, chạy vòng ngoài, phải chạy coi bảng nó chỉ đường mới đi xuống. Mấy lần trước mình tới đây mình bị hoài à, cứ đi chạy làm sao cuối cùng ủa sao lên đi xuống mà lại đi lên rồi đi lên đi xuống đi lên đi xuống mấy lần mấy vòng mới đi cho nó ngoài được. Trong cái chỗ đậu xe này chắc cũng mấy ngàn chiếc xe, nhiều dễ sợ. Anyway, lớn tuổi rồi thấy khổ quá, đủ thứ bệnh. Có nhiều người nói là lúc trẻ thì ráng làm cho nhiều rồi giữ tiền, dành dụm tiền đến lúc lớn tuổi rồi về hưu đặng được hưởng thụ. Mình thấy như vậy không có đúng, cũng tùy trường hợp, nhưng mà nói đúng là ví dụ như mà ở một cái môi trường như nước Mỹ thì mình phải sống cân bằng, phải không, vừa việc làm vừa gia đình vừa hưởng thụ cuộc sống cho nó cân bằng chứ. Tới giờ đi chơi là đi chơi, đi vacation thì đi vacation, lúc đến lúc mà làm việc thì mình làm việc vậy đó, cân bằng ra chứ. Còn ở đó mà cứ cấm đầu cấm cổ mà làm mua nhà cho to, nhiều người á mua căn nhà xong rồi đổi 2-3 năm đổi lên căn to lên rồi phải lo làm mà trả tiền nhà, đến lúc già là cái đổ bệnh đủ thứ chuyện. Nên cuộc sống phải cân bằng. Làm việc mình không thích thì phải cố gắng kiếm việc khác. Chứ ở đó mà cấm đầu cấm cổ làm một cái việc mình không thích làm hoài cũng không nên. Thấy cảm tưởng như muốn rớt ra bài vậy. 14 ngày hơi lâu rồi. Nhưng mà họ nói nếu như mà 7 ngày nó có rớt ra thì cũng đủ ra, đủ để họ được bác sĩ coi rồi. Trong 7 ngày mà không có gọi là tim đập phình phình phùng phùng phình phình. Hôm nay thứ ba, còn 2 ngày nữa là lễ. À, đúng ra ngày mai là bắt đầu có nhiều người họ đã đi nghỉ nghỉ việc làm rồi. Họ nghỉ thêm một ngày trước á, rồi họ đi cho đơn dễ. Đi máy bay cũng vậy mà đi xe cũng vậy, nó đỡ kẹt hơn. Mình thì không đi đâu hết cho nên thôi, cũng không đến nỗi lo. Ước gì mà con cái nó đi chung chơi chung với mình một vài chuyến nữa, khi cho đến khi nó có chồng có vợ có gia đình có việc làm riêng thì lúc đó là mình cô đơn lạnh lẽo hết, đi chơi chung với tụi nó rồi, lúc đó tìm em chưa gặp em anh đã nghĩ rằng. Oh yeah.
tình yêu đến thì nó sẽ đến ha. Mình bước tới thuộc cả lùi, bước tới thuộc cả lùi như cha 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 vậy. Cha 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 thuộc cả lùi. Ui, thôi nói tầm xào quá, không có gì vui để mà chia sẻ các bạn. Thôi mình tạm chào nha, giúp gì có chiều nay, trưa nay có gì vui vẻ chia sẻ tiếp. Tạm chào. Đây, cái máy gắn tới 14 ngày cũng gọn, nhưng mà mình nhúc nhích cái tay sợ nó rớt ra, nên chắc bớt cử động chút. Có cơ hội nằm nằm dài coi tivi suốt ngày. Mẹ già tập thể dục.